Bạn là một fan trung thành của dòng két sắt khóa cơ, nhưng bạn cũng vô cùng lo lắng về tính năng bảo mật của chúng khi ngày càng có nhiều rủi ro, nguy cơ trộm cắp tài sản xảy ra. Hãy để chúng tôi giúp bạn xóa tan nỗi lo này bằng chiếc két sắt siêu cường Việt Kiệt khóa cơ đổi mã cao cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thách thức mọi loại rủi ro. Chiếc két sắt siêu cường Việt Tiệp khóa cơ đổi mã này là dòng két sắt mini với kích thước nhỏ gọn cùng tính năng đổi mật mã mới, giúp người dùng có thể an tâm thoải mái thay đổi mật mã theo ý muốn của mình. Toàn thân két được cấu tạo bởi chất liệu thép cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc, dày lên tới 12 ly, đảm bảo chống đục phá, chịu lực cực tốt. Cách sử dụng bộ mã số khóa cơ kết hợp khóa chìa chống sao chép nên rủi ro bị dò mã gần như bằng không. Két được thiết kế với hai chốt bản lề ngoài cùng, hệ thống 6 chốt khóa inox đúc đặc ghim vào cánh cửa, chống rủi ro bị cậy phá, khoan cắt. Sản phẩm là dòng két sắt mini nhưng không bị nhỏ quá với chiều cao 51, rộng 41, sâu 36cm, nặng khoảng 70kg, rất phù hợp sử dụng trong cả gia đình và công ty với không gian sử dụng rộng rãi, rất hợp lý. Bên trong két được thiết kế với nội thất bọc da cao cấp sang trọng, rất bắt mắt cùng một ngăn kéo riêng biệt có khóa chìa, dùng để cất trữ tài sản có giá trị cao hơn. Đặc biệt, két có khả năng chống cháy lên đến 2.000 độ C trong 2 giờ đồng hồ, chống rủi ro cháy nổ, hỏa hoạn, giúp người dùng an tâm hơn về tài sản của mình. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị kinh doanh sản phẩm két Việt Kiệt không chính hãng. Sau đó khi mua két sắt, các bạn nên lưu ý những dấu hiệu nhận biết chính hãng được dán trên thân két, bao gồm tem chống hàng giả có logo thương hiệu, tem sắt hai màu cam và trắng có thông tin website hotline 1900989932, tem đảm bảo chất lượng và phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Hãy truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả của chúng tôi để mua hàng với giá rẻ nhất và được miễn phí giao hàng tận nơi nhé.